Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2023, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tuyên án đối với 23 bị cáo về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Tấn Vinh, 40 tuổi, ở xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cùng với một số người khác tổ chức cho các con bạc trong và ngoài tỉnh đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Địa điểm tổ chức đánh bạc là vườn dừa của một hộ dân ở ấp An Nghĩa, xã An Hóa, huyện Châu Thành các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ trên 113 triệu đồng, một bộ tài xỉu cùng nhiều tăng vật khác. Căn cứ vào tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt Trần Tấn Vinh mức án 1 năm 6 tháng tù giam, 7 bị cáo khác nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 12 tháng tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn lại bị phạt hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.